Trung Quốc chèn ép nước Nga Hoàng Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị Ông Putin một lần nữa đã tuyên bố rõ quan điểm của mình về nguy cơ chiến tranh hạt nhân cũng như những hậu quả nếu như Mỹ liều lĩnh để cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa Bên cạnh đó, Trung Quốc đang cố gắng để chiếm lợi từ nguồn tài nguyên khí đốt của Nga Nhưng mà liệu tham vọng này có thành công hay không Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nga mở mũi tấn công mới, hai bên dàn trận quyết chiến ở Kharkov. Chiến trường trong vòng 24 giờ qua có nhiều kịch tính. Quân đội Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine tiến về phía Pokov và Chasovya gần Bắc Mút, đồng thời mở thêm một mũi tấn công hoàn toàn mới ở Tenoveya trên hướng Kharkov. Tại hướng Adipka, quân đội Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở Novoselovka. Thông tin từ thực địa cho biết rằng Nga đã tiến hành tấn công dữ dội từ Umansky và phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine, đạt đến được vùng ngoại ô phía nam của Novoselokka. Cũng ở khu vực gần Adipka thì theo hướng Pokovsky, kênh RVVNCO đưa tin rằng quân đội Nga dường như đã khóa chặt được Novo Alexandrovka và đảm bảo cho sườn trái nhóm quân Ocheretinsky của họ tiến tới phòng tuyến Sokhoi Novo Pokovskoy. Theo hướng Kratmatos, thì lực lượng dù và sư đoàn súng trường cơ giới số 150 của Nga đã mở rộng khu vực kiểm soát. Họ đã tiếp cận được kênh Sevesky-Dnetsk-Donbass về phía nam Chasovia, đồng thời tiến về phía nam của tiểu khu Novi. Ở cả hai hướng Pokopsky lẫn Krasmatot thì hiện tại quân đội Ukraine đều không thể ngăn chặn được hướng tấn công của người Nga. Về phía Ukraine, Bộ Tổng tham mưu nước này cũng cho biết tình hình nóng nhất là ở mặt trận theo hướng Pokopsky, nhưng mà vẫn trong tầm kiểm soát. Quân đội Ukraine tiếp tục đẩy lùi nỗ lực của Nga tiến sâu vào lãnh thổ của mình, gây thiệt hại nặng nề về hỏa lực cho phía Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã chính thức giành được quyền kiểm soát khu vực định cư Parakovievka ở Danyas, Ngôi làng này nằm ở hướng Kurakovo, phía nam Marinka. Trong khi đó, thì bản đồ của kênh Deep State lại cho biết rằng phần phía đông của nó đã bị Nga chiếm giữ, nhưng phần còn lại vẫn nằm trong vùng xám. Hiện thì mục tiêu của Nga là đánh chiếm ngôi làng Konstantinovka để tiến vào hậu phương của nhóm quân Ukraine ở khu vực Vuleda. Phía Nga cũng đã kiểm soát hoàn toàn Ivanovka. Cụ thể, theo hướng Kuvians vùng Kharkov, Nga đã giành được chỗ đứng ở phía bắc của Ivanovka trên một khu vực rộng tới 2,2 km và có độ sâu tới 1,06 km. Trước đó, thì Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine là tướng Shinsky từng tuyên bố rằng quân đội Nga đang cố gắng để tiến lên trên bốn mặt trận nhưng bất chấp những hoàn cảnh khó khăn thì Ukraine vẫn có cơ hội để xoay chuyển tình thế có lợi cho mình. Ông cũng thông báo về tình thế khó khăn của Ukraine ở mặt trận Kupians. Ông ấy nói rằng, kẻ thù đang cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của quân ta từ hai hướng. Giao tranh ác liệt đang diễn ra, bất chấp tình hình phức tạp thì chúng ta vẫn có cơ hội để thay đổi tình thế có lợi cho mình. Tướng Tsitsky cho biết thêm rằng, nguyên nhân bất lợi của quân phòng thủ là do cường độ chiến sự cao, và việc người Nga đã sử dụng rộng rãi các loại phương tiện bọc thép cũng như một số lượng đáng kể bom dẫn đường. Đối với những gì đang xảy ra ở hướng Kharkov, theo ông, người Nga đang tập trung nỗ lực chính theo hướng Glubovkoi, Lipsy. Và ở Vochan thì nhiệm vụ chính của Ukraine trong giai đoạn này là phải ngăn chặn và gây tổn thất tối đa, đồng thời dần dần tiến tới giải phóng lãnh thổ này. Tuy nhiên, các báo cáo từ chiến trường phía Bắc lại cho thấy rằng quân đội Ukraine vẫn chưa làm được như những gì mà tướng Sitsky tuyên bố. Chỉ riêng ở làng Lipsi, lực lượng Ukraine đã phải chịu tổn thất từ 150 đến 200 người mỗi ngày. The Washington Post vào hôm 2 tháng 6 trích dẫn nguồn tin từ một chỉ huy Ukraine xác nhận rằng các lữ đoàn vốn đang kiệt sức đã được điều đến mặt trận Kharkov để mở các cuộc phản công. Dĩ quan này xác nhận: Chúng tôi đã mất gần như toàn bộ tiểu đoàn của mình. Hiện giờ thì Nga đã mở mũi tấn công hoàn toàn mới ở Tenovaya. Theo báo cáo của phía Ukraine thì bắt đầu từ hôm 7 tháng 6 không quân Nga đã tấn công mạnh mẽ vào Tenovaia, Khu vực định cư này nằm giữa Vochan và Lipsi. Tuy nhiên, quân Ukraine không chỉ phòng thủ bị động. Ngày hôm qua thì họ cũng đã tiến hành một cuộc phản công ở làng Grubokoi ở phía bắc của vùng Kharkov gần Lipsi. Họ đã đẩy lùi được lực lượng Nga tại đây. Hiện thì ngôi làng này đã chuyển sang vùng xám và giao tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra ở ngoại ô. Có thể nói rằng thời điểm này cả Nga và Ukraine đã quyết định nghiêm túc ở Kharkov khi hai bên đều triển khai thêm quân tới biên giới giữa hai nước. Nhiều người dự đoán rằng phía Ukraine cũng có thể sẽ phát động tấn công nhằm vào phía Nga. Cũng trong đêm qua, Nga đã tấn công Ukraine bằng 5 tên lửa hành trình và 53 UAV Shahid, trong đó có khu vực Kiev. Cảnh quay này đã ghi nhận một số cơ sở lưu trữ dầu mỏ ở khu vực Kiev đã bốc cháy sau cuộc tập kích của máy bay không người lái Nga. Năm UAV tự sát đã đánh trúng hai kho dầu lớn gần Kiev. Sergei Kuyun, là giám đốc tập đoàn tư vấn Ukraine A-95, cho biết rằng kể từ đầu năm đến nay thì 10 cơ sở lưu trữ dầu của Ukraine đã bị tấn công. Tuy nhiên như thường lệ, phía Ukraine cho biết là họ đã bắn hạ tất cả tên lửa cũng như 48 UAV của Nga. Ngược lại, phía Ukraine cũng tấn công vào khu vực dân cư ở Luhansk do Nga kiểm soát, khiến 4 người chết, 5 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. 33 tòa nhà cao tầng ở phía đông thành phố đã bị hư hại trong vụ pháo kích lần này. Ngoài ra, kênh Rai cho biết rằng, sau cuộc tấn công của các thuyền không người lái Ukraine tại khu vực Medvoznoye gần Biển Đen, thì Kiev đã phóng UAV cảm tử về hướng cầu Crimea và khu vực Rostov, nhưng mà tất cả các mục tiêu đều bị bắn hạ ở phía đông bán đảo này. Điều quan trọng nhất cần phải lưu ý là các cuộc tấn công của Ukraine lại có sự thay đổi địa lý luân phiền. Họ tấn công mũi Takankus, sau đó là vùng ngoại ô thành phố cảng Sevastopol, rồi đến cầu Krum. Và mục đích cuối cùng đó là để hệ thống phòng không của Nga bị quá tải. Phía Nga thì đã công bố những tổn thất của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Ukraine khi họ đột kích lên mũi Takakus vào đêm ngày 7 tháng 6. Trong khi trước đó, vào hôm 6 tháng 6, thì kênh Deep State của Ukraine dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cũng đã công bố đoạn phim về việc một con tàu Nga đã bị phá hủy ở vùng nước Hồ Pansky, ở phía tây của bán đảo Crimea. Trong cuộc tấn công vào đêm ngày 7 tháng 6, phía Nga tuyên bố là họ bắn hạ được 28 máy bay không người lái. Trong số này thì hầu hết là ở bán đảo Crimea, biển Azov, tại vùng Krasnodar, Rostov và Begorod. Hiện tại thì chưa có thông tin về hậu quả của các cuộc tấn công này. Như vậy thì có thể thấy rằng các cuộc tấn công trả đũa vào sâu hậu phương của cả hai bên đang diễn ra, dẫn đến thiệt hại cho cả Nga và Ukraine. Trong đó thì thường dân là những người bị chịu hậu quả nhiều nhất. Cũng trong hai ngày qua đã có những tuyên bố leo thang của cả Nga và phương Tây, báo hiệu rằng xung đột sẽ càng ngày càng nóng bỏng. Nga phương Tây chuẩn bị đối đầu kịch tính Ngày 7 tháng 6, thì Tổng thống Biden đã có bài phát biểu tại Normandy, Pháp, bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn đối với sự phục vụ của các cựu chiến binh trong thời chiến hài, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của dân chủ và tự do. Tại đây, thì ông này đã công bố gói hỗ trợ mới trị giá 225 triệu USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí và thiết bị cần thiết, khẩn cấp, để giúp lực lượng này có thể đẩy lùi cuộc tấn công của Nga xung quanh thành phố Kharkov trong khi đó, thì cùng ngày hôm qua, Tổng thống Nga đã có các bài phát biểu đề cập nhiều lần về cuộc chiến Ukraine tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg, bao gồm cả về cuộc đàm phán và về vấn đề tấn công hạt nhật. Ông ấy nói rằng cuộc đàm phán có thể diễn ra nhưng không nên dựa trên trí tưởng tượng của ai đó, mà phải dựa vào cơ sở của thỏa thuận Istanbul năm 2022, trong đó quy định tình trạng trung lập của Ukraine và nên dựa trên thực tế hiện tại. Về cuộc chiến ở Ukraine, thì ông Putin cho biết rằng Bộ Tổng tham mưu nước này đã có kế hoạch hành động cụ thể, đang từng bước để đẩy lùi đối phương ra khỏi Donbass và các vùng lãnh thổ khác. Đồng thời, ông Putin tuyên bố rằng Nga hiện giờ không có kế hoạch huy động thêm quân, vì nhiều hợp đồng vẫn đang được ký kết và quân đội Nga hiện tại đã huy động được 300.000 người. Có nghĩa là nếu như xét theo lời nói của ông, Liên bang Nga không có ý định tăng cường các hoạt động quân sự dưới bất kỳ hình thức nào so với hiện tại. Tổng thống Putin cũng nói về vũ khí hạt nhân. Điều đáng chú ý là bài phát biểu của ông Putin về chủ đề nóng bỏng này lại được chủ trì bởi nhà bình luận chính trị Sergei Karaganov, người vốn nổi tiếng là ủng hộ việc leo thang hạt nhân trong quan hệ với phương Tây. Ông này đã liên tục đặt câu hỏi với nhà lãnh đạo Nga về việc liệu đã đến lúc Nga cần vận dụng học thuyết hạt nhân và thúc đẩy Điện Kremlin thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu vào một khu vực hạn chế của Ukraine hoặc châu Âu hay chưa. Đáp lại, một mặt thì ông Putin cho rằng không cần phải đẩy chủ đề hạt nhân này lên mức căng thẳng, đồng thời cho biết hiện tại Liên bang Nga không cần sử dụng vũ khí hạt nhân để đảm bảo chiến thắng ở Ukraine. Mặt khác, ông nhắc nhở châu Âu về sự bất lực trước các cuộc tấn công hạt nhân của Nga. Ông khẳng định rằng dù vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ, nhưng nó cũng mạnh hơn gấp 4 lần hai quả bom Baby và Fat Man do Mỹ thả xuống Nhật Bản. Đồng thời, Tổng thống Putin nghi ngờ về khả năng Mỹ sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công vào Nga bằng vũ khí hạt nhân chiến lược trong trường hợp Nga tấn công châu Âu. Ông cũng bình luận về việc có khả năng là Nga sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho các nước thù địch với phương Tây trong trường hợp nước Nga bị tấn công bởi các vũ khí tương tự. Theo ông, Nga vẫn chưa cung cấp vũ khí tầm xa cho những quốc gia như vậy, nhưng nhấn mạnh là nước này có quyền làm điều đó. Như vậy thì tổng hợp cả hai tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ. Hiện tại thì xung đột Ukraine khó có thể giảm nhiệt bởi vì mỗi bên đều bảo vệ cái lý và quan điểm của mình. Câu hỏi đặt ra lúc này đó là liệu khi nào chiến tranh tại Đông Âu mới kết thúc để chấm dứt khổ đau cho dân chúng? Nga Trung tranh chấp giá cả về dự án đường ống Siberia Bất chấp liên minh Nga-Trung được tung hô công khai thì sau hậu trường vẫn còn nhiều yếu tố cho thấy rằng người Nga còn nghi ngờ Trung Quốc. Tờ Financial Times vào hôm 3 tháng 6 đưa tin trích dẫn 3 nguồn tin giấu tên rằng Thỏa thuận đường ống dẫn khí đốt Nga Trung bị đình trệ là do yêu cầu về giá cả của Bắc Kinh. Theo phía Nga thì Moscow coi những yêu cầu của Bắc Kinh về giá cả và hạn mức là vô lý. Trung Quốc chỉ muốn trả giá gần như là bằng mức giá mà Nga bán trong nước vốn đã được trợ cấp và họ cũng chỉ cam kết mua một phần nhỏ lượng khí đốt trong khi công suất hàng năm của dự án này là 50 tỷ mét khối khí đốt. Giới chuyên gia nhận định rằng lập trường ép giá cứng rắn của Trung Quốc đối với đường ống sức mạnh Siberia 2 được cho là do Tổng thống Putin đang càng ngày càng phụ thuộc vào nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình để được hỗ trợ về kinh tế. Tranh chấp giữa hai bên cũng là lý do giải thích tại sao Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Gazprom Alexei Miller không tham gia cùng Tổng thống Putin trong chuyến đi tới Bắc Kinh vào tháng trước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trả lời khi được hỏi về việc liệu đường ống sức mạnh Siberia 2 có bị tạm dừng hay không. Bà này nói như sau, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Nga để thực hiện sự đồng thuận quan trọng này. Có thể thấy rằng, Cách tuyên bố chung chung điển hình của các nhà ngoại giao Trung Quốc không thực sự nói lên điều gì cả. Điều tương tự cũng đã xảy ra với câu trả lời của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khi được hỏi về mức giá mà Trung Quốc yêu cầu. Ông Peskov nói như sau, Việc mỗi nước bảo vệ lợi ích của mình là điều hoàn toàn bình thường, và tại đây các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục khi có ý chí chính trị của nhà lãnh đạo hai nước đối với vấn đề đó. Chúng tôi tin chắc rằng tất cả các thỏa thuận cần thiết sẽ đạt được. Tuy nhiên, Cả hai phát ngôn viên của Nga và Trung Quốc đều không phủ nhận thông tin về tranh chấp giá cả giữa hai nước. Thay vào đó thì họ chuyển hướng khỏi chủ đề này bằng cách tái khẳng định mong muốn chung của hai bên là sẽ đạt được thỏa thuận về dự án. Cách tiếp cận chung chung này cũng cho thấy là cả Moscow và Bắc Kinh đều không muốn để lộ ra những bất đồng trong liên minh mà cả hai đang muốn chứng tỏ với thế giới. Những tuyên bố quá cứng rắn về chủ đề nhạy cảm như là siêu dự án đường ống sức mạnh Siberia 2 sẽ chỉ càng cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc không phải là đồng minh theo nghĩa sẵn sàng hy sinh lợi ích quốc gia của mình vì lợi ích của bên kia. Thực tế là giữa Nga và Trung Quốc vẫn tồn tại bất đồng nghiêm trọng về các vấn đề nhạy cảm như là tại vùng Kashmir hay là Biển Đông. Đối với vấn đề tranh chấp tại khu vực Kashmir thì Nga ủng hộ các yêu sách của Ấn Độ đối với khu vực trước đây bao gồm có Asachin. Trung Quốc yêu sách rằng Asachin là bộ phận của khu tự trị Tân Cương. Đường phân chia khu vực do Ấn Độ kiểm soát với Ladakh và Asachin được gọi là đường kiểm soát thực tế và đồng quy với đường yêu sách Asachin của Trung Quốc. Thời báo kinh tế Ấn Độ đã ghi nhận truyền thông Nga là tờ Sputnik thẳng thắn công bố bản đồ cho thấy rằng khu vực gồm Asachin, Arunachal Pradesh do Trung Quốc kiểm soát và Kashmir do Pakistan kiểm soát là một phần của Ấn Độ. Quan chức Ấn Độ đã khen ngợi Nga vì lập trường thẳng thắn bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Ngoài ra thì bộ ngoại giao Nga cũng từng công nhận về tình trạng của Ban Jammu và Kashmir là nằm trong khuôn khổ hiến pháp của Ấn Độ. Tại phiên họp kín của Hội đồng Bảo an do Trung Quốc yêu cầu triệu tập, Nga được cho là đã tái khẳng định quan điểm nhất quán của mình rằng vấn đề này là song phương và không nên được đưa ra trước Liên Hợp Quốc. Vào tháng 10 năm ngoái thì Trung Quốc cũng tích cực yêu cầu tái khẳng định các yêu sách khác bao gồm cả Arunachal Pradesh của Ấn Độ và coi lãnh thổ này là một phần của cái mà Bắc Kinh gọi là Nam Tây Tạng. Nhưng mà phía Nga cũng không đồng ý với tuyên bố này. Đối với vấn đề biển Đông, Nga ủng hộ cách yêu sách hàng hải của Việt Nam thông qua công ước Liên hợp quốc về biển. Tuyên bố chung về tầm nhìn phát triển quan hệ Việt Nga đến năm 2030 được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công thương Việt Nam, trong đó cũng nêu rõ như sau: Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực năng lượng và dầu khí là trụ cột quan trọng hàng đầu của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ủng hộ triển khai các dự án hiện có hoặc mới với sự tham gia của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và các công ty Zarubenes, Gazprom, Novatech và Rostatom, cũng như các công ty khác bao gồm đối với các dự án điện sử dụng khí hóa lọc tại Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Liên bang Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm lục địa Việt Nam, cũng như triển khai các dự án chung tại các nước thứ ba phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Pháp luật Nga và Việt Nam. Cần phải lưu ý là Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam. Và mới đây nhất là hôm 6 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố rằng Việt Nam hết sức quan ngại, kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tờ Forbes vào năm ngoái cũng đưa tin rằng, nhằm thiết lập quyền tài phán đối với các vùng biển lân cận, Trung Quốc đã tăng cường xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Kể từ tháng 1 năm 2022, thì Việt Nam đã quan sát thấy các tàu cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra qua các lô thăm dò năng lượng do các công ty Nga vận hành trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hơn 40 lần. Trong đó, các tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đi qua khu vực do các tập đoàn năng lượng Nga, Zarubenes và Gazprom kiểm soát. Bắc Kinh cũng thường xuyên cảnh báo các công ty dầu mỏ Nga và Việt Nam không được tiến hành thăm dò dầu khí ở Biển Đông trong khu vực mà không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc. Với sự ngang ngược vô lối thì Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, trong khi Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều có yêu sách ngược lại. Quay trở lại với tranh chấp về đường ống khí đốt sức mạnh Siberia 2 giữa Nga và Trung Quốc, Bắc Kinh đương nhiên là muốn trả giá thấp nhất có thể, trong khi Moscow lại muốn giá bán phải được là cao nhất. Nhưng mà hiện tại thì Trung Quốc được cho là đang ở cửa trên và đang dùng đòn bẩy để ép giá Moscow bởi vì Điện Kremlin không có giải pháp thực tế nào hơn là để Trung Quốc thay thế thị trường khí đốt của châu Âu. Trong khi đó, Ấn Độ thì chủ yếu chỉ nhập dầu thô của Nga, còn Trung Quốc thì nhập cả dầu thô và khí đốt. Chính vì lý do này mà tờ Financial Times sau khi phỏng vấn các nguồn tin từ Nga đã đi đến kết luận rằng Trung Quốc tin là thời gian của họ. Trung Quốc tin thời gian đang ủng hộ mình. Họ có cơ hội để chờ đợi và giành được những điều kiện tốt nhất từ người Nga. Cuối cùng thì người Nga sẽ không còn lựa chọn nào khác để bán loại khí đốt này. Tuy nhiên cũng giống như Bắc Kinh, phía nga cũng có những lý do của riêng mình để tin rằng thời gian đang đứng về phía họ. Do đó cả hai quốc gia này sẽ không muốn nhượng bộ nhau. Từ sự bế tắc trong siêu dự án sức mạnh Siberia 2 có thể thấy rằng Bắc Kinh đã bộc lộ rõ bản chất của mình, đó là họ muốn lợi dụng cơ hội để trục lợi và chiếm đoạt tài nguyên của người khác bằng mọi giá, cho dù đó có là đồng minh gì nữa. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo